Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Quỳnh Tâm Cuộc Sống của anh ta. Thì hôm nay mình có mua một ký thịt ba gọi nè cả nhà, với tép, bún, bánh tráng, rau sống. Vì mình cuốn rau sống bánh tráng cả nhà. Anh Tâm anh đang lặt rau. Sống bỏ hẹ ra, để riêng lặt, sống lặt luôn, cắt cái đầu lặt riêng, lặt rồi rửa luôn, vụ lặt riêng đó trời. Để đồ ủa nhiều rau dữ vậy, có lửa để bên mà khó gì. Tép mình đã rửa xong nè, với thịt mình cũng đã rửa xong, bây giờ mình vô mình luộc. Đó, mình bắt nước lên cái mình luộc thịt nha cả nhà. Mình bỏ miếng gừng vô cho nó thơm. Bây giờ mình bỏ thịt ra, mình mới gọi nè. Này mình đã làm xong rồi nha cả nhà. Rau nè, với bún, thịt, da nữa nè, cẩm tương, bún mắm chua. Mời cả nhà nha. Ừ, gạo nó ăn kìa. Nó bánh tráng. Ít có. 5 chấm cho nó. Bởi được rồi. Mới có chấm. Chấm này nè, không có cay kìa. Miếng bún nữa. Quấn cái cây vỏ đang chờ hai ba cuốn rồi. Lâu đợi món cho nó đỡ ngán. Ừ. Món này ngán không? Lâu ăn không ngán. Ngon không? Bóc tài vậy. Nó mũi nhện nó đi cái vụ ra không nhìn. Lấy nguyên cái gói nó gọn, còn nửa cái gói nó rớt á. Lấy nguyên đó. Lâu lắm món này cũng ngon ha, rau tươi quá trời. Nóc vào luôn.
không nè má. Trời bự quá, quá bự rồi. Trời không nổi luôn rồi. Bỏ bớt ra không? Lỡ rồi. Đúng rồi. Trời bự quá, quá bự rồi. Rồi không nói luôn rồi. Bỏ bớt ra không? Lỡ rồi. Đây. Trộn nào. Tiếp tục. Ừ. Cái này nhìn nó quá. Chấm nước mắm Cẩm Tường với nước mắm chua nào ngon? Tùy theo sở thích. Mà sở thích ăn mắm nào? Hai loại đó. Loại nào cũng ngon. Mấy đồng ăn đi, nó giỏi, nó ngán. Ăn gói không được rồi, ăn bằng chén. Sao đòi mua cái da đó không ăn? Bên thịt nó gọi bên da. Giang không. Nắng quá trời luôn chịu hết nổi. Da heo là chấm ớt mặn chanh. Thì đó mua ớt chanh đó. Miếng ăn nhiều nó cũng nén, đâu ăn được nhiều. Có gạo trong mưa nữa. Thank you.
Thôi mình kết thúc video tại đây cả nhà. Bye bye cả nhà.